Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: các nhà đầu tư đang tích lũy Bitcoin ngay cả khi giá giảm sau khi SEC xử phạt hoạt động staking của sàn giao dịch Kraken. Sau tháng 1 tăng trưởng tốt nhất trong 10 năm trở lại đây, thị trường tiền điện tử hiện đang phải đối mặt với đầy thách thức. Quyết định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC đối với dịch vụ staking tiền điện tử đã dẫn đến việc giảm giá trong một tuần qua. Tận dụng cơ hội này, các cá voi đã liên tục tích lũy Bitcoin khi giá giảm, một dấu hiệu tăng giá trong ngắn hạn. Dấu hiệu quan trọng nhất về niềm tin và khả năng tăng giá của Bitcoin đó là nhiều nhà giao dịch đang mua Bitcoin hơn là bán khống. Theo Alichas, có tới 62,15% các tài khoản trên Binance đang mở lệnh long Bitcoin thay vì lệnh short. Rất có khả năng các công ty khác, chẳng hạn như sàn giao dịch Coinbase, sẽ cảm thấy áp lực và ngừng dịch vụ staking của họ, giống như cách mà Kraken đã làm. Vào thứ tư, ngay đêm trước khi Kraken ngừng dịch vụ staking, giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong, đã đưa ra cảnh báo với 1,1 triệu người dùng theo dõi Twitter của mình rằng SEC có thể muốn chấm dứt việc staking cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Hoa Kỳ. Trong những năm gần đây, phương pháp bằng chứng cổ phần để vận hành mạng đã trở thành lựa chọn phổ biến của các nhà phát triển. Điều này đến từ việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn so với bằng chứng công việc như Bitcoin, và nó cũng có khả năng cho phép nhiều người chia sẻ phần thưởng hơn. Các blockchain như Ethereum, Solana, Tezos, Cosmos và Polygon đều dựa vào một số hình thức staking khác nhau. Tổng giá trị của tất cả các tài sản đã được staking là 91,8 tỷ đô la, khi ai đó thực hiện staking với kỳ vọng thu về lợi nhuận, được tạo ra từ công việc hoặc nỗ lực của người khác. SEC thường coi đây là tín hiệu đỏ. Tuy nhiên, SEC đã không ban hành bất kỳ hướng dẫn rõ ràng nào về việc đồng coin nào được coi là chứng khoán. Theo nghiên cứu của OpenHammer, Coinbase hiện kiểm soát khoảng 15% thị phần tài sản Ethereum. Tỷ lệ tham gia staking của các nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện tại là 13,7% và nó đang tiếp tục mở rộng. Và thông tin cuối cùng, phí giao dịch Bitcoin đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022 trong bối cảnh cơn sốt NFT. Các NFT đã đẩy phí giao dịch trên mạng Bitcoin lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022, theo dữ liệu trực tuyến từ Into the Block. Phí giao dịch trên mạng Bitcoin đã tăng gấp đôi trong 2 tuần qua, từ 0,77 đô la vào ngày 29 tháng 1, lên mức cao 1,95 đô la vào ngày 10 tháng 2. Phí giao dịch trung bình của blockchain cũng đã tăng lên 0,73 đô la, từ 0,25 đô la vào ngày 30 tháng 1. Các giao dịch NFT cũng đã tăng hoạt động mạng lên mức tháng 5 năm 2021, khi Trung Quốc cấm tiền điện tử. Sự gia tăng phí mạng Bitcoin trùng khớp với sự quan tâm ngày càng tăng đối với các ordinal NFT, hay còn gọi là các NFT thông thường. Một báo cáo gần đây của Bitmex Research đã tiết lộ rằng hơn 10.000 NFT đã được đúc từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 7 tháng 2. Trong khoảng thời gian này, các NFT thông thường đã chiếm 526 MB không gian khối, với những người sáng tạo chi 6,77 Bitcoin cho các giao dịch liên quan. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.